Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 31 tây tháng 8 Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 8 ở Hoa Kỳ rồi Bây giờ đó là khoảng 7 giờ tối giờ Cali Và bây giờ đã là ngày thứ tư ngày 1 tây tháng 9 tại Việt Nam rồi Thì chúng ta nhìn vào hôm nay đó thì phần lớn tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là những cái tin tức ngày hôm nay Và chúng ta trước hết sẽ nói về tình hình liên quan tới Bitcoin và những cái thông tin liên quan sau đó chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về Orcoin chúng ta sẽ nói về Ethereum, chúng ta cũng sẽ nói về Solana, chúng ta cũng sẽ nói về một chút thông tin uh, liên quan đến Polkadot cũng như là thông tin liên quan tới XRP và một số những cảm nghĩ cá nhân cũng như là một số những cái thông tin liên quan. Thì trước hết chúng ta nhìn vào giá cả Bitcoin thì các bạn sẽ được là bây giờ đó giá là 46.830. Ngày hôm nay phần lớn đó là cả ngày là chúng ta thấy được là giá xoay quanh cái mức là khoảng 47.000 đô. Và cái mức này đó cũng là cái mức chúng ta thấy được là tiếp tục trong cái phạm vi là khoảng chừng là 46.500 lên tới khoảng chừng là 50.000 chúng ta đã ở trong cái mức này từ ngày 20 tháng 8 như là 11 ngày rồi gần như 2 tuần. Chúng ta vẫn trong cái mức là khoảng 46.500 tới 50.000 chúng ta có một lần đã qua được 50.000 đô nhưng mà lại bị kéo ngược trở xuống. Thì bây giờ Bitcoin vẫn tiếp tục là tích lũy ở trên cái dùng là gần 50.000 đô ở thời điểm hiện tại Nhìn vào tình hình thì các bạn được là chúng ta có một cái post cũng được rất nhiều người nói tới ngày hôm nay Đó chính là một cái bài phân tích ở trên crypto của một người tên là GAAH Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lại tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì người này nói đó là không tin là cái thị trường bull market thị trường tăng trưởng đã kết thúc tại vì sao thì người này chia sẻ một cái biểu đồ đó cái biểu đồ này thì cũng có khá là nhiều những cái tài liệu trên đó để thường chia sẻ một cách đơn giản nhất để các bạn hiểu thì biểu đồ này đó thứ nhất các bạn thấy được là có ba cái màu màu xanh lá cây màu vàng và màu đỏ thì chúng ta thấy được là màu xanh lá cây đó là những cái vùng mà giá xuống thấp. Màu vàng đó nghĩa là trong một cái mùa tăng trưởng đó thì cái giá chính giữa của Bitcoin lúc mà các bạn thấy được mỗi một lần mà có mùa tăng trưởng chúng ta đều có à, những cái mức giá giống như là cái à, mức giá chính giữa sau đó chúng ta có một sự điều chỉnh rồi sau đó chúng ta thấy được là cái giá lại đạt được cái đỉnh cao. Điều này đã xảy ra vào năm 2017 và những năm trước đó. Và cái đường màu đỏ này đó thì khi mà giá của bitcoin nghĩa là cái đường màu xanh này đi vào cái dùng màu đỏ là coi như chúng ta kết thúc cái mùa tăng trưởng thì mỗi một mùa tăng trưởng đó chúng ta đều có những cái dấu hiệu thứ nhất đó là cái dấu hiệu bắt đầu thứ hai đó là cái dấu hiệu chạm cái dùng màu vàng có nghĩa là cái dùng đỉnh tạm thời cho mùa tăng trưởng sau đó chúng ta có dấu hiệu đi xuống kế tiếp chúng ta có dấu hiệu tăng trưởng và tới dù màu đỏ là coi như dấu hiệu kết thúc. Chúng ta có thể thấy đây là tài liệu của năm 2013, chúng ta có thể nhìn vào tài liệu của năm 2017 thì cũng tương tự như vậy. Các bạn thấy được là bắt đầu là chúng ta có thể nhìn vào cái tài liệu đó là có sự tăng trưởng, sau đó là cái đường màu xanh này đi vào vùng màu vàng. Đây chính là cái dấu hiệu là đỉnh của giữa chu kỳ. Sau đó có cái dấu hiệu điều chỉnh, sau đó các bạn thấy được là năm 2017 chúng ta lại thử lại cái đỉnh giữa chu kỳ một lần nữa rồi lại có dấu hiệu đi xuống rồi chúng ta đã đột phá cho lên và đạt mức 20.000 đô của năm 2017 đó chính là all time high có nghĩa là mỗi lần mà cái đường màu xanh này đi vào dù màu đỏ đó nghĩa là dấu hiệu kết thúc của một, một chu kỳ thì đối với lại người này đó thì khi chúng ta nhìn vào tình hình của giá cả hiện tại đó we are here chúng ta đang ở đây thì bây giờ đó chúng ta thấy được là dựa theo người này đó nói là chúng ta chỉ mới vừa chạm cái mức là đỉnh của giữa chu kỳ mà thôi có nghĩa là cái mức mà 65.000 đô đó là cái đỉnh của giữa chu kỳ chứ không phải là đỉnh của chu kỳ này có nghĩa là vẫn tin tưởng là giá sẽ bật ngược trở lên và đi vào cái dù màu đỏ đó chính là kết thúc của chu kỳ này thì người này nói là chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng kế tiếp và không tin là chúng ta kết thúc Của một tăng trưởng ở đây các bạn nghĩ sao hãy comment bên dưới một những câu hỏi mà có thể các bạn muốn biết là cái dùng màu đỏ này là gì mà tại sao mà mỗi lần mà giá bịt đi vào cái dùng này là dấu hiệu của sự kết thúc đó chính là pull mutable thì pull mutable đó là một trong chỉ số chúng ta cũng đã từng nhìn rồi p u e l l -multible. thì đây là chỉ số như thế nào chỉ số này đó cách tính là lấy cái số lượng bịch kho được đào hàng ngày nhưng mà tính theo giá trị của đô la của cái ngày đó chia cho 365 ngày moving average có nghĩa là chia cho cái số lượng trung bình giá trị trong vòng 365 ngày qua chúng ta sẽ thấy được chúng ta sẽ có một con đường như là cái đường mà màu cam các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà để hiểu đơn giản đó mỗi lần mà chúng ta thấy được là cái đường màu cam này chạm vào cái dùng màu đỏ trên màn hình các bạn thấy được đây là tình hình của năm 2013 đã hai lần chạm vào thì đây là những cái dấu hiệu đỉnh giống như lần đầu tiên của năm 2013 chạm vào thì giá lên tới 160 đô la sau đó giá đây đi trở xuống thì cái mức đó là chỉ còn có khoảng chừng là 90 đô la mà thôi Để từ 90 đô la một lần nữa giá lại lên tới 953 đô sau đó đó giá từ 953 đô đi vào mùa đông của năm 2013 kế tiếp đó là năm 2017 các bạn cũng thấy được là chúng ta chỉ có một đỉnh của năm 2017 mà thôi đó chính là đi vào dùng màu đỏ này ở trên Pimotable đạt 20.000 đô sau đó đi vào mùa đông bây giờ đó tình hình hiện giờ thì chúng ta vẫn thấy được là cái đường màu vàng này vẫn chưa có chạm vào cái dùng màu đỏ mà có một thời gian đó có nghĩa là thời gian khoảng chừng là giữa tháng 3 của năm nay đó đã có một cái thời gian chúng ta tới rất là gần cái dùng màu đỏ này nhưng mà cuối cùng đã không chạm và chúng ta đã có cái đợt điều chỉnh à, từ cái mức là khoảng chừng 58.000 đô ở thời điểm đó đây là tài liệu của Pimotable thì người này tin tưởng là chúng ta vẫn chưa có đạt đỉnh tại vì chúng ta vẫn chưa thấy là cái đường màu cam này hay là cái đường màu vàng này đi vào cái dùng màu đỏ Và không chỉ riêng là như vậy, các bạn thì chúng ta nhìn những cái tính khác mà chúng ta thường hay tính như là market cap, một cap Thì cũng tương tự, đi vào dùng màu đỏ là kết thúc, chúng ta vẫn chưa thấy là cái năm 2021 này có dấu hiệu là đường màu vàng này đi vào dùng màu đỏ Chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa đó chính là o Hodler thì cũng là một cách nhìn tương tự chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra người này vẫn tin là chúng ta vẫn chưa thấy cái đỉnh của năm 2021 này và chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa sẵn chúng ta đang nhìn vào classno chúng ta nhìn vào grayscale premium thì Rayscale Premium đã cho thấy được là bây giờ đó cái chỉ số Rayscale Premium vẫn là trừ 15% Cũng tương tự như là những ngày trước đó mà thôi Thì chúng ta vẫn chưa thấy là cái lực mua đủ mạnh để mà đẩy Rayscale Premium trở về con số 0 Và có thể đi vào dùng dương Ở thời điểm hiện tại có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu của những tổ chức đầu tư thu mua mạnh GBTC Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu liên quan đến có bao nhiêu Bitcoin phần trăm bây giờ đang có lợi tính theo OnChain. Thì bây giờ cái chỉ số mà đang có lợi đó, để chúng ta nhìn vào tài liệu này thì thường cho các bạn thấy được là cho đến thời điểm ngày hôm nay đó, cái số lượng có lợi giảm xuống là 83% tương tự như là ngày hôm qua. Đã giảm xuống so với những ngày trước đó khi chúng ta có tới 80% của Bitcoin trên mạng lưới đã đang có lợi tính theo chỉ số OnChain nhưng mà 83% cũng còn uh, khá là cao. Chúng ta muốn thấy chỉ số này đi xuống chút nữa có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục thấy một số hiện tượng chốt lời. Và tại sao chúng ta lại nói như vậy? Tại bây giờ chúng ta nhìn vào net realized profit loss thì tính theo last no đó chúng ta vẫn đang nằm ở trong cái vùng màu xanh lá cây nghĩa là những bịch không di chuyển vẫn là đang có lợi. Chúng ta muốn tiếp tục thấy cái đường này uh, nằm trên cái phần là màu xanh lá cây chứ không muốn có những màu đỏ xuất hiện như là uh, hồi đầu tháng 8 chúng ta thấy được là may mắn là sau đó chúng ta đã tiếp tục thấy là cái đường này là màu xanh lá cây chứ không giống như là cái thời điểm trước đó khi mà chúng ta thấy được một thời gian trong tháng 5 nên là chúng ta có nhiều đỏ xuất hiện đây là dấu hiệu là những người đang lưu trữ Bitcoin đó cho dù là lỗ họ vẫn muốn bán có nghĩa là bán tháo chúng ta không thấy điều đó xảy ra thời điểm bây giờ một số bạn hỏi thường nó có phải là cái trang web store thuận capital com đó như là các bạn thấy trên màn hình đó có phải trang web này là của thuận hay không thì trang web này là đúng là của thuận và trên trang web này đó là có hai sản phẩm đó chính là Ledger Nano X và Ledger Nano S Thuận thì có cả hai, thuận sử dụng Ledger và Trezor nhưng mà thuận vẫn thích nhất là Trezor và Ledger Nano X hiện bây giờ. Thì uh, trang web này bán hai sản phẩm này đó là bán cho một dùm nghe admin trong nhóm của Thuần Capital cho nên như thế nào mà con thú muốn tìm hiểu thì có thể bấm vào store.thuancapital.com để mà tìm hiểu thêm về Ledger Nano X Thì uh, một trong những câu hỏi mình thường nhận được gần đây đó chính là rất nhiều bạn có thể là đã bắt đầu đầu tư nhiều vào trong crypto cho nên đã muốn tìm kiếm và mua những ví chữ lạnh thì Ledger vẫn là một trong những sự chọn của thần thường sử dụng hàng ngày Ledger Nano X thì một câu hỏi thường nhận được đó là khi mà mua cái máy Ledger này đó thì những gì cần lưu ý một trong những điều mà quan trọng nhất thì chỉ có hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn điều đầu tiên đó chính là khi mà các bạn mua cái ví Ledger Nano X này đó thì khi các bạn cắm vào máy lần đầu tiên các bạn phải setup như là cái máy mới và nếu như là cái máy mới đó thì trong máy sẽ cho các bạn 24 ký tự 24 ký tự này đó là cách mà các bạn có thể hồi phục nếu như các bạn bị mất cái máy của các bạn giống như là các bạn bị mất máy vi tính hay là mất vi chữ lạnh các bạn có thể mua một ví khác và kích hoạt trở lại sử dụng 24 ký tự nhưng mà cái máy đó phải đưa cho các bạn chứ nếu như các bạn mua một cái máy Ledger Nano X hay là Chazo mà họ đưa cho các bạn một cái tờ giấy trong tờ giấy đó đã có sẵn 24 ký tự đó để các bạn nhập vào thì đó là không phải đó là ai đã setup sẵn rồi khi mà sẽ lần đầu tiên đó thì lần đầu tiên các bạn setup các bạn cần phải tự viết xuống 24 ký tự và điều thứ hai điều quan trọng đó là khi các bạn viết xuống đó các bạn chỉ nên dùng giấy và dùng viết để mà viết xuống 24 ký tự đó và các bạn nên đổi chiều giống như là các bạn chọn là dài cái ký tự đó dài con số khác nhau các bạn đổi để làm gì để cho lỡ như tờ giấy đó bị ai đánh cắp thì người ta cũng không có vào để mà lấy được tiền của các bạn và hai bốn ký tự đó, đó các bạn chỉ nên viết xuống không được uh, dùng điện thoại để mà chụp lại các bạn không được uh, dùng in ra để mà tránh tất cả những cái rủi ro tại vì đương nhiên nếu như mà thông qua bất cứ một cái sản phẩm điện tử nào thì có thể được lưu lại cho nên các bạn cần phải dùng tay để mà viết xuống và các bạn cũng nên viết hai bốn ký tự đó đó viết làm thành uh, ít nhất là cũng phải là hai ba mẫu tại vì sao tại vì các bạn cứ nghĩ đi các bạn để một tờ giấy có hai bốn ký tự ở nhà và các bạn đi đâu đó đi ở Cali thì thường hay động đất hay là bị cháy rừng lỡ như mà các bạn đang ở đâu mà không có nhà mà các bạn à, bị hỏa hoạn thì như thế nào thì lúc đó còn ai biết 24 ký tự nữa các bạn cũng cần phải suy nghĩ đến những cái chiến lược này khi mà các bạn tự lưu trữ 24 ký tự cho mình đây là những điều mà thường muốn chia sẻ và đương nhiên một lần nữa điều quan trọng là các bạn cần phải viết xuống 24 ký tự đó cái máy sẽ cho các bạn từng ký tự một chứ không phải là ngược lại nếu như mà các bạn mua cái máy mà đã có sẵn một tờ giấy mà có 24 ký tự rồi thì đó là một điều không tốt như là có ai đã đã setup sẵn rồi hy vọng là các bạn thành công trong việc lưu trữ trong ví chữ lạnh vẫn là một trong những cách mà lưu trữ thường cảm thấy là an toàn nhất hiện bây giờ đó chính là không lưu trữ trong ví nóng trong ví trên những cái sàn giao dịch hay là trên cái ví trong máy vi tính của các bạn nếu như các bạn có số lượng lớn crypto